Hôm bữa mấy ông mấy bà có comment và nhắn tin hỏi tôi có cây bút cảm ứng nào dành cho cả Android và iOS hay không. Huy đào, đào tới đâu, review tới đó. Cái hay của em này là không cần phải kết nối gì hết, chỉ cần bấm vào nút cảm ứng cho nó bật lên là xong. Đưa vô là xài thôi, mình thấy tiện lợi hơn mấy em bút khác nhiều. Viết thử coi có đậm nhạc hay không nè. Mình thấy có lúc đậm lúc nhạt. Mình cũng không rõ nữa tại vì mình dân quê mà, lần đầu xài iPad có biết gì đâu. Để mình thử lên thiết bị khác coi sao nè. Như vậy là đồ nhà táo thì hoàn toàn có thể tương thích. Vậy Android thì sao? Có luôn, mình có một chiếc Android ở đây để test luôn. Ôi dồi, mấy ông mấy bà thấy sao? Ngon chưa, ngon chưa? Người ta còn tặng cái bao tay và ngòi bút dự phòng. Nhưng mà điểm trừ mình thấy có một cái là nó chỉ có thể sạc bằng Type-C. Với lại, do nó thiết kế bằng kim loại cho nên là có thể hít lên iPad nhưng mà không có sạc được không dây nha. Pin thì mình thấy dùng 20 tiếng là phải sạc rồi. Mình là mình thích những cái bút mà có thể sử dụng trên được nhiều thiết bị, đỡ phải chuyển đổi tùm lum tùm la nhức cái đầu lắm.